Alo, anh Đình Đinh đây. Chào em. Ủa, mày lâu Anh ơi, quá. anh nói nhỏ quá anh ơi. Ủa, nó nhỏ hả? Dạ nhỏ quá. Ủa, cái loa anh nó bự lắm mà ta. Rồi anh nói cho em nghe được rồi. Rồi, bây giờ anh mới thấy cái người khách đi ra Phú Quốc về. Dạ. Họ họ đăng một cái bài viết trên Bi 360 độ, thấy hấp dẫn quá. Dạ. Cho nên là anh mới gọi em thử cái tình Dạ. hình hôm nay. Từ cái bữa mà mình đăng cái dịch vụ á Dạ. thì khách ra có nhiều không? Dạ từ hôm em đăng cái bài đăng của em ở trên cái trang chính thức fanpage của em là Bi Network miền Nam Việt Nam á, Rồi, và Bi được Network nhiều miền người Nam chia Việt Nam. sẻ. Ừ. Dạ. Và được nhiều người chia sẻ đó thì em nhận được khá là nhiều cuộc gọi trong một ngày, em nhận có ngày một cả trăm cuộc, có ngày hơn 100 cuộc, và những Trời. cái cuộc gọi nó bị chồng lên nhau liên tục như vậy luôn á, thì em nhận được khá là nhiều sự ủng hộ của mọi người. À, vậy là quá tốt Dạ, và chương mà. trình của em á, là full phòng sau sau một một khoảng tầm 10 ngày em đăng bài á, là đã full phòng. Vậy thì bây giờ cái tình hình ở trong tháng 12 này đến Tết dương lịch hoặc là đến Tết âm lịch nó như thế nào? Dạ tình hình đó, trong tháng 12 này á, thì thật sự là phòng của bên em nó đã full hết rồi, nhưng á có một số khách đó, họ không có, họ bận á, họ không sắp xếp được thời gian, thì họ có một số khách họ hủy phòng. Thì nếu như khách nào còn nhu cầu để trải nghiệm thì cứ cho lại em thông tin, gọi điện hoặc là để lại thông tin cho em qua tin nhắn, thì À, em sẽ cập nhật nhanh nhất rồi rồi, cái số mà khách hủy phòng để mọi người có thể trải nghiệm. rồi rồi, quá tốt à, Còn phòng hiện nay á, là đã full rồi. full hết rồi. Dạ. Bây giờ như thế này này, anh em mình nói chuyện là với tư cách là anh em, nhưng mà Dạ. em với tư cách là cái người quản lý, đúng không? Dạ. Thì bây giờ em giới thiệu sơ qua về em cho khán giả biết thử coi. Anh thấy trên Dạ. Facebook á, em cái tên là cái nick đó là My Nguyên, tức là em là Dạ. Nguyễn My hay là Nguyễn cái gì hay là cái gì? Dạ không, em là Mỹ Ý. Ủa, sao lại cái Facebook là Dạ, tại cái nick Facebook của em là My Nguyên, em tên là Mỹ Ý. à, em tên là Mỹ Ý nhưng mà nick Facebook là My Nguyên, cái đó coi như là cũng hơi lẫn lộn ha. Do cái nick đó em làm cũng lâu lắm rồi, em À, cũng tức là mình không có đặt tên chính danh đúng không? dạ À, Mỹ Ý. Rồi bây giờ anh hỏi ý như thế này nè, cái được biết em là dân Sài Gòn nhưng mà ra Phú Quốc kinh doanh đúng không? dạ đúng rồi. Đúng rồi, tức là một tuần là em ở ngoài Phú Quốc bao lâu, mấy ngày? Dạ thường thì em ở Phú Quốc cũng khoảng cả tháng á, Một đó tháng. thì em Nhớ Sài về Gòn thăm. không? Dạ có chứ, gia Ừ, đình em ở đó mà. nhớ nhớ mà ráng chịu đúng không, tại vì cái gì công việc đúng Dạ. không? Rồi bây giờ em nói sơ qua cho anh về cái đơn vị của mình một chút để những người nghe video này, có nghĩa là anh sẽ thu âm nha, nói chung là mình trao Dạ. đổi bình thường không có sao, Dạ nhưng dạ. mà những bạn khán giả xem cái video sẽ biết cái đơn vị mình là gì. Dạ. Em giới thiệu cái trang fanpage chính thức ở trên Facebook của em á, là cái trang Bi Network miền Nam Việt Nam. Bi Network miền Nam Việt Nam. Rồi. Dạ, thì trên đó tất cả những cái thông tin chính thức em đều cập nhật ở trên cái trang đó. Cho nên là mọi người muốn cái thông tin chính thức và tìm hiểu kỹ nhất về cái chương trình này thì mọi người cứ like cái trang fanpage đó vào, hoặc là vô trực tiếp vào đó thì các bạn sẽ thấy thông tin chính thức Ok. ở bên em đăng. Để anh sẽ giới thiệu luôn cái fanpage đó. Mình có cái trang web Dạ. không? Dạ không, hiện nay là em chỉ có cái trang fanpage Hay là mướn anh làm luôn đi. Không Facebook thôi. Vậy làm có làm dởm, làm lấy bi vẫn lấy tiền chứ làm gì làm em dởm. luôn đi. Dạ, rồi cái bên em là cái tổ chức Earth School, là trường School học trái đất á. cái gì?
school. Rồi school. Dạ. Ủa sao lại nó có cái chữ school trong đó? À, tại vì bên em là một cái tổ chức về giáo dục. À. Dạ, thì bên em có những cái chương trình chia sẻ cho người lớn và kỹ năng mềm cho trẻ em. À, hay quá ha. Dạ, khi mà mọi người tham gia cái dịch vụ, khi mà mọi người đến với Be Home Phú Quốc á, thì có những cái dịch vụ để mọi người trải nghiệm tại khu Tropical House. Tropical House, ok. Dạ. Là một cái tổ chức của em tên là, tổ chức bên em tên là tổ chức S-School, là về một cái tổ chức về giáo dục. Thì có những cái chương trình chia sẻ kiến thức về quản trị tài chính cho người lớn, là những cái kỹ năng mềm cho trẻ em. À. Dạ. Như vậy là anh cũng hơi để cho bạn đọc và bạn nghe người xem video rõ là cái chỗ S-School với lại Tropical House đó nó khác nhau cái gì mà mình phải lấy thành hai cái tên. Dạ, cái tổ chức S-School của nó là cái tổ chức S-School, còn cái Tropical House là cái khu của tụi em. À, là một cái khu, là cái tên. Rồi. Dạ, thì khi anh sợ tìm định vị vị trí mọi thứ thì anh cứ bấm Tropical House lên là anh sẽ thấy và nó có chỉ dẫn. Rồi, cảm ơn em. Còn cái dịch vụ Be Home là một cái dịch vụ của Tropical House, đúng không? Dạ đúng rồi, Be Home nó là một cái mảng hoạt động về homestay trong khu Tropical House. À. Và tụi em được làm chương trình cho cộng đồng Bi á. Rồi. Tụi em được giao để làm một chương trình cho cộng đồng Bi để trải nghiệm. Quá hay. Tháng 12 này đó là em được giao phòng để mình rồi để đón những cái gọi là những người khai thác bi, đúng không? Dạ đúng rồi, để cho những người khai thác bi. Trong tháng 12 thì còn cái tháng 1 mới tới Tết âm lịch, em đã có kế hoạch nếu như những người người Việt Nam mình đi, chưa nói người nước ngoài đi nghỉ Tết âm lịch mà ra chỗ Be Home này mình có nhận không? Hiện nay thì chương trình của em là chạy trong tháng 12 này trước, tại vì nó cũng là một cái thử nghiệm mới mẻ của bên em á. À. Cho nên là em chạy trước chương trình tháng 12 này để xem phản hồi của mọi người như thế nào, thì sau đó bên em sẽ có những cái chương trình khác. Rồi. Để mình có thể phục vụ cho mọi người, phục vụ cho cộng đồng, thì có những cái chương trình khác. Có thể là tiếp tục Be Home hoặc là có thêm những cái chương trình cộng thêm vô để cho mọi người được trải nghiệm khi đến Phú Quốc. Rồi, cảm ơn em. Vậy là cái kế hoạch của tháng 1 đối với những người có bi thì chưa có, đúng không? Chưa ra. Dạ. Ừ. Thì mọi người cứ cập nhật thông tin mới nhất, tụi em sẽ đăng trên cái trang Bi Network Miền Nam Việt Nam á. Rồi. Để anh là thông tin chính thức và mới nhất. Ừ, anh sẽ lấy cái đường link đó và anh cho khán giả theo follow cái fanpage hay là cái group em, cái miền Nam Việt Nam Bi Network á. Cái fanpage. Fanpage Bi Network miền Nam Việt Nam. Dạ đúng rồi. Lỡ anh để cho anh ta lầm là khỏi miền Nam của Mỹ, đúng không? Bây giờ là cái chỗ khách trải nghiệm một số cái khi khách trải nghiệm ở Be Home Phú Quốc á, thì sẽ có những cái chương trình tại Tropical House là phù hợp để cho khách thư giãn, ví dụ như là rạp phim ngoài trời, cà phê sách, thư viện, hồ bơi cho trẻ em. À. Ở đây thì được phục vụ thức ăn cả ngày. Rồi. Và các chương trình workshop về mỹ thuật, làm thủ công. Và các câu lạc bộ về tiếng Anh và sức khỏe. À. Cái thư viện sách đó là mình mướn mình đọc hay là đọc thoải mái tự do khỏi tốn phí? Dạ, tất cả là thoải mái luôn á anh. Tức là không có tốn phí. Đúng không? Dạ, không tốn phí. Vậy là quá hay. Đó là những cái tiện ích là khi mọi người ở Be Home họ sẽ được hưởng những cái tiện ích này. À rồi. Dạ. Hiện nay thì cái dịch vụ Be Home là mà nói chung là đã full phòng rồi, đúng không? Dạ.
hiện tại là như vậy đó. Nhưng mà cái chỗ đó thực tế là có bao nhiêu phòng em cho cái thuê, cho thuê bằng bi? Dạ hiện nay thì em đang có 6 phòng. 6 phòng đang đôi 6 hay là 6 phòng đơn? Em đang có 6, anh hỏi là phòng cho thuê bi thì đúng. Em được cái suất là 3 phòng để chạy bi. 3 phòng chạy bi là chứa khoảng bao nhiêu người? Nếu mà full 3 phòng thì có thể là 8 đến 10 người. 8 đến 10 người. Dạ. À, cũng ít ha. Dạ. Rồi, hy vọng là 3 phòng còn lại của em là hiện nay đã có khách ở full phòng cho tháng 12 luôn rồi. À. Cho nên là em không có nhận thêm khách được. Cũng hơi ít á, nó hơi so, em thấy là so với cái lượng người khai thác bi Việt Nam mà nếu mà người ta đi du lịch á thì cỡ gấp trăm lần đó cũng chưa đủ chỗ. Nếu mà thực tế mà bi đi vào Open Manet thì gấp trăm lần đó. Là hiện nay á là em cũng đang có cái đề nghị là em sẽ được xin thêm xuất phòng thêm để mình có thể phục vụ được nhiều hơn. À, quên hồi nãy anh cũng hỏi em hiện tại là mình đang đảm nhiệm cái vai trò là ở gì trong Tropical House cũng như là trong cái S School đó. Hiện nay là em đang quản lý cái chương trình này anh. Em đang quản lý cái chương trình. Tức là em là nhà người quản lý chương trình. Dạ, em quản lý về cái mảng lưu trú là homestay ở Tropical House. Ok. À, cảm ơn em. Bây giờ là anh hỏi tiếp là cái câu này nè, tức là bây giờ cái việc mà thuê phòng thì đã thanh toán bằng bi rồi, anh thấy cũng hấp dẫn trên cái bảng giá hồi nãy cái người đăng lên rút bi 360 độ thấy quá hấp dẫn. Nhưng mà cái dịch vụ kèm theo của mình trong cái phòng ở thôi, ví dụ như là ăn uống cà phê gì đó cũng thanh toán bằng bi luôn đúng không? Dạ thì khách sẽ được ăn sáng và thanh toán bằng bi. À, quá ngon. 7 giờ cho tới 9:30 mỗi buổi sáng. Theo cái giá đồng thuận mà em ghi trong bảng giá đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Một bữa ăn sáng thức ăn và thức uống thì nó chỉ là 0.009 bi. À, ba con để coi mấy con số không, năm số không với con số 9 đúng không? Dạ. 5 số 0. Còn anh thấy dạ, cái bi school này là 0.3 con số 0.27 bi trên chuyên đề, tức là mình sẽ tổ chức các cái chuyên đề nói chuyện cho người ta nghe hay sao? Dạ đúng rồi anh. Bi school là những cái chuyên đề về giáo dục. Những cái chuyên đề về giáo dục thì như hồi nãy em có nói á, là sẽ có những cái chương trình chia sẻ về kiến thức quản trị tài chính cho người lớn hoặc là những cái kỹ năng mềm cho trẻ em. Thì nếu như khách lưu trú tại chỗ em á, có tham gia những cái chương trình này thì cũng sẽ được tính bằng bi và con số nó cũng rất là nhỏ như vậy. Anh thấy là 0.3 con số 0.27 bi trên chuyên đề. Dạ đúng rồi. Thấy cũng tội nghiệp quá. Thấy thương ha. Thấy thương. Mắc dạ. Lên chút đi. Nhưng mà còn cái anh hỏi cái này nữa, cái bi tour tức là ra đó ở thanh toán tiền phòng bằng bi rồi ăn bằng bi, rồi còn cái tour này tức là mình sẽ có cái dịch vụ đưa khách đi tham quan ở Phú Quốc luôn đúng không? Dạ, cái bi tour này á thì tại vì hồi nãy như em đã nói á, trong chỗ Tropical House này thì nó có những cái tổ chức, trong cái tổ chức lớn á, thì nó có những cái tổ chức nhỏ, thì khi mà khách được xác nhận đặt phòng á, rơi vào những cái ngày nào mà ở những cái tổ chức ngoài họ có hỗ trợ được á, thì họ sẽ đưa chương trình qua cho em để áp dụng vô cho khách. Dạ, thì khi mà có khách á, thì có ngày là đăng ký vô đúng cái ngày là cái tour đó mình được hưởng thì mọi người cũng sẽ thanh toán bằng bi với giá như vậy. Anh thấy giá là cũng 0.3 con số 0.154 bi trên tour. Trên tour ở đây có nghĩa là trên một ngày hay là
trong hết cái tour đó. Là một cái tour này được thiết kế để cho mọi người đi vòng vòng Phú Quốc và tìm hiểu về Phú Quốc đó. Một cái tour có thể là một cái tour đi rừng nguyên sinh hoặc là đi theo một cái vòng đảo để mọi người tìm hiểu và biết được Phú Quốc. Rồi anh cảm ơn, nhưng mà cái tour này chắc cũng trong một ngày thôi chứ gì phải không? Dạ đúng rồi anh. Cái tour này trong một ngày thôi. Rồi còn cái xe hơi là anh thấy là nó bằng với cái phòng đôi á, cái giường đôi gì đó, 0.3 con số 0, 1.03 bi trên đêm. Dạ đúng rồi. Còn xe máy là 3.4 con số 0 rồi đến 19, cũng rẻ ha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái này cái xăng đồ mình có tính chưa? Dạ, thường thì xe là khách tự đổ xăng á. À, khách tự đổ xăng của. Dạ. Rồi tài xế sao, cái này tự lái hay là tài xế lái? Dạ tự lái. Xe tự lái. Tự đổ xăng, tự đổ xăng. Còn cái cho thuê xe là 0.3 con số 0, 1.03 bi. Đúng không? Dạ. Trên bao lâu? Dạ thường thì xe thì thuê như vậy là cũng một ngày đó anh. Một ngày. Thường là giá xe người ta tính là trên một ngày. Giá xe là một ngày. À cũng rẻ hả, còn đi nhiều ít là do cái người đó đổ xăng, tự đổ xăng. Nói chung là xe dạ, tự lái đúng không? Dạ đúng rồi. Xe tự lái, cái này là xe 4 chỗ, còn có 7 chỗ không em? Dạ có 7 chỗ, 4 chỗ. À rồi, ok, quá tốt. Cái chỗ của mình là ở Dương Đông đúng không? Dạ đúng rồi. Dương Đông là anh thì cũng ở gần đây mà lại không có biết, chưa biết Phú Quốc nữa. Đó cũng là một cái xe shop. Hy vọng là khi nào đó anh cũng phải ra vào đó một chuyến. Dương Đông là anh được biết là trung tâm của thành phố Phú Quốc đúng không? Dạ đúng rồi anh. À. Rồi từ sân bay Phú Quốc á, mình về Dương Đông là bao lâu? Bao nhiêu xa, bao nhiêu lâu? Từ sân bay mà đến chỗ em thì nó tầm 13 cây. 13 cây hả, cũng gần. Dạ. Nếu mà đi tiền taxi thì khoảng 180.000. À, anh thấy là mình mà ở Dương Đông là mình làm cái bi này là đúng á. Trà biết sao không? Tại vì mình chờ bên tay nó kích nữa thôi, tức là chờ ông Nicolas ở bên tay ông kích cái nút ố bên mình đó. Tay gì đó. Ừ, tức là mình ở Dương Đông mình kinh doanh dịch vụ Be Home. Mình chờ ông ở bên tay, ông Nicolas ở bên tay, ông kích cái nút của bên dạ, mình đấy. Cái nữa là xong. Là mình coi là Dương Đông kích tay là mình đúng kế luôn. Dạ. Là lộn thôi, đúng không? Dạ. Rồi, cái đó nói vui. Cái cách dịch vụ mà em thanh toán bằng Bi thì nói chung là nếu như một cái người mà anh giả sử thôi nha, là không có tiền phi áp thì đi ra chỗ em đó mình vẫn có chỗ ngủ, chỗ ăn thanh toán bằng Bi đúng không? Dạ đúng rồi. Không cần ăn cái thức ăn khác á thì thì người ta vẫn đủ để gọi là có một chuyến du lịch ra Phú Quốc đúng không? Dạ đúng rồi. An tâm. Dạ. Nói chung là chỉ bằng Bi thôi chứ gì đúng không? Dạ đúng rồi. Cái phương tiện di chuyển thì anh nói rồi, mình có xe máy, xe hơi. À, cho thuê tự lái cũng bằng Bi, giá khá rẻ đó. Còn cái chuyện mà đi nhiều hay ít gì đó thì tự đổ xăng thôi, đúng không? Dạ. Anh hôm qua là ngày 8, hôm kia là ngày 7 thì cái trang du lịch B2Go đó, nó thông báo là nó đã mở lên cái Manet. Không biết anh có đọc cái thông tin này chưa? Em có thấy, nhưng mà em có dự định là công ty hoặc là cái tổ chức của mình có mở một cái đại khái anh nói như cái gian hàng đi nha. Dạ. Một cái dịch vụ ở trên website hoặc là trên ứng dụng B2Go không? Dạ, cái hướng thì chắc có thể là có. Dạ. Thì anh thấy là theo cái thông báo của người ta là mình mở là miễn phí, chỉ những người sử dụng dịch vụ mới tốn phí. Cho nên mình mở trên đó thì không có sao hết. Mà biết đâu là sau này là khi open Manet thì mình sẽ có được những cái lượng khách ở các quốc gia khác, người ta đến với Phú Quốc, đến với Việt Nam mình. Dạ. Thì có thể là nếu mà được thì em vô đó đăng ký một cái tài khoản trên B2Go để mình mở dịch vụ mình rao trên đó luôn, cũng hay. Dạ.
Cái này thì trong cuộc họp em sẽ có góp ý về cái mảng này. Rồi. Thật sự thì khi em mở chương trình này em cũng được sự ủng hộ của bà cộng đồng ở nước ngoài nữa. Dữ vậy ta. Dạ, em có nhận được những cuộc gọi từ nước ngoài, họ cũng muốn trải nghiệm. Dạ. Cụ thể là ở đâu? Pháp, Mỹ. Ở Úc anh. Úc. Dạ. Người Việt hay là người nước ngoài? Người Việt. Họ là Việt Kiều ở Úc. Họ cũng muốn về Việt Nam và họ trải nghiệm cái tour này. Nhưng mà do cái ngày bay của họ chậm quá cho nên là họ không có nghe cái thời gian chương trình của em nữa. Vậy là bên đó họ cũng khai thác bi. Dạ, nói chung là em thấy rất là nhiều mọi vùng miền luôn á. Khi em nghe điện thoại thì em thấy mọi người ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài cũng có nữa. Dạ. Quá hay hả? Thì nước ngoài thì anh nói là khi mà ở bên Manet là chỗ em mà tăng cái công suất lên 100 lần cũng chưa đủ. Thì hiện nay sức của tụi em phục vụ được 6 phòng thì 6 phòng khoảng full luôn á thì khoảng 20 người. 20 người. Nhưng mà anh thấy có cái cô gì đó đi ra ngoài đó hôm qua rồi sáng nay đăng lên một cái bài trên Ruby 360 độ, thấy hấp dẫn quá. Dạ. Thấy hấp dẫn thiệt. Nói chung là tuy là nó không có nó sang trọng như lại cái như những cái khách sạn lớn lao, nhưng mà mình thấy như thế này thì quá tốt rồi. Mà thực tình thì anh thấy là em thấy khách đến chỗ em á thì cái đầu tiên là họ hài lòng về cái phòng ở. Thì nó đẹp và nó đạt chuẩn khá là cao. Dạ. Ai vô cũng câu đầu tiên trời ơi phòng đẹp quá. Anh hỏi phòng mà mình có trang bị máy lạnh đồ không ta? Ở ngoài đó gió là thôi. Hả? Có chứ. Có luôn. Có chứ. Dạ. Phòng máy lạnh luôn mà có 0,3 con số 0, 103 bây giờ hả? Phòng máy lạnh giường đệm của khách sạn đàng hoàng. Nói chung là hình ảnh em đăng như thế nào thì ở ngoài họ sẽ cảm nhận như thế đó. Quá hay mà. Em đăng cho từng hạng phòng luôn cho nên nhiều khi khách hỏi em là phòng sao á thì em thường khuyên họ vô ngay cái trang đó xem giá cả và hình ảnh cập nhật là đúng như trên đó luôn. Trời ơi, anh thấy cái giá như thế này chắc hôm nay em gom dẫn bi cho ta chưa được luôn hả? Thấy tội nghiệp vậy. Mình làm để cho mọi người được hưởng cái năng lượng giàu có. Tức là xài cái đồng bi của mình thấy có giá trị đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ còn đừng có nên bán bi rẻ. Thì anh nghĩ là chắc chắn là trong tương lai nó cũng như vậy đó. Nó tại vì cái số thập phân của con số bi là em biết rồi, là 7 chữ số thập phân mà. Thì đây mới gọi là micro bi đó. Thì mình xài cái đó là cũng được rồi. Nói chung là cũng rất cảm ơn em trong cái buổi gọi này để anh truyền đạt đến mọi người để người ta biết. Và hẹn một ngày nào đó anh sẽ ra Phú Quốc. Hoặc là anh đến Phú Quốc một lần. Chắc chắn là phải anh đi. Yêu luôn á. Hả? Anh đến Phú Quốc một lần là anh yêu Phú Quốc luôn. Rồi. Nói chung là thấy Phú Quốc rất đẹp nhưng mà chắc là qua Tết anh mới đi được nha. Dạ. Có gì thì anh sẽ liên hệ. Còn Tết này em có về chứ? Về cũng sẽ được đón tiếp anh tại chỗ của homestay của em. Rồi anh cảm ơn. Vậy cảm ơn nha. Bây giờ thôi mình kết thúc ở đây đi. Nói như vậy là để mọi người biết cái dịch vụ của mình được rồi. Rồi khi nào open manet thì mình sẽ làm tưng bừng hơn nữa. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Rồi chào em nha. Dạ em chào anh ạ.